Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà Nguyễn Thúy Hạnh nói về cáo buộc sai trái trong bản án của mình Ngày 15 tháng 10, AFA Tiếng Việt có bài phỏng vấn Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh Tôi chỉ lên tiếng cho một xã hội tiến bộ hơn AFA cho biết bà Nguyễn Thúy Hạnh, người từng tự ứng cử đại biểu quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2016 mới mạng án 3 năm 6 tháng tù vào ngày 7 tháng 10 vừa qua Bà Hạnh từng tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trong một số vụ đụng độ giữa tàu cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam ở Biển Đông đầu thập niên trước. Và đây là hình bài trên AFA. AFA cũng cho biết năm 2018, bà sáng lập quỹ 50.000, một quỹ từ thiện, vận động người dân trong và ngoài nước, đóng góp số tiền chỉ 50.000 đồng nhằm thuê luật sư bảo chữa cho những người bất đồng chính kiến bị bắt giữ và giúp đỡ thân nhân của họ trong việc thăm nuôi. Cuối năm 2020, bà đã phải tuyên bố đóng quỹ này và sau đó bị bắt vào tháng 4 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. AFA dẫn lời bà Thúy Hạnh cho rằng, tôi không tuyên truyền chống phá nhà nước, tôi chỉ thực hiện quyền công dân của tôi, quyền lên tiếng cho những điều tốt đẹp và cho một xã hội tiến bộ công bằng, tôi không phạm tội gì cả. Phiên tòa của tôi là phiên tòa sự kính, và bởi vì sự kính nên không có người thân hay nhà báo tham gia. Tuy vậy, tôi thấy rằng việc kính này không ảnh hưởng gì đến tôi vì phiên tòa xảy ra rất bình thường, tôi không phải chịu một áp lực nào cả. AFA tiếp tục dẫn lời kể của bà Hạnh cho hay, khi nhận quyết định về phiên tòa, bà đang trong tình trạng bị trầm cảm rất nặng. Vì vậy, bà đọc sơ sài và ký vào văn bản mà không ý thức được là sự kính và không sự kính thì như thế nào. Tuy nhiên, trong phiên tòa, họ không đấu tố bà, chỉ hỏi rất sơ sài và chừng mực kể cả đọc cáo trạng, phiên xử kéo dài không đầy 30 phút. Tôi không phạm tội, cho nên không có chuyện tôi nhận tội. Tại phiên tòa, tôi đã tự bào chữa theo hướng là tôi không phải người làm chính trị, cũng không chống phá chính quyền hay làm hại bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào, bà nói. Và đây là hình nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Về quỹ 50.000 đồng, bà Hạnh nhận xét, quỹ đã thu hút được rất nhiều sự giúp đỡ, đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước. Quỹ cũng làm cho mọi người gắn kết với nhau hơn, sống có trách nhiệm hơn và bớt sợ hãi, nhất là những người trong nước. Ban đầu, người ta rất sợ việc góp tiền cho quỹ để nuôi tù chính trị. Nhưng sau đấy thì người dân bớt sợ hãi và càng ngày càng có đông đảo người đóng góp. Theo bà Hạnh, quỹ 50.000 đồng quyên góp được một khoản tiền khá ấn tượng để giúp đỡ được hơn 100 gia đình tù nhân lương tâm, hầu như là điều đặn mỗi tháng từ 3-4 triệu cho một gia đình. Vẫn theo bà Hạnh, khi ra tòa, bà không bị xử vì quỹ 50.000 đồng. Trong suốt quá trình điều tra, ra tòa cũng như cáo trạng của Viện Kiểm sát đều không nhắc đến quỹ này. Khi cụ Lê Đình Kình mất và vụ đồng tâm xảy ra thì rất nhiều người thương xót cụ Kình. Trịnh Bá Phương bàn với tôi là sử dụng tài khoản Vietcombank của tôi để những ai muốn phúng điếu cụ Kình thì gửi tiền vào tài khoản đấy, bà Hạnh nhắc lại. Khi tôi đến ngân hàng để rút số tiền đấy ra để chuyển cho gia đình của cụ Kình Ngân hàng thông báo với tôi là tài khoản của tôi đã bị phong tỏa và không có một lý do gì. Sau đó tôi đã có làm công văn hỏi thì họ đều trả lời là chưa giải quyết được và từ hồi đấy tài khoản của tôi vẫn bị đóng băng. Cuối buổi phỏng vấn, bà Hạnh nói về dự định sẽ tập trung chữa dứt điểm căn bệnh ung thư và trầm cảm. Bên cạnh đó, mục tiêu sắp tới của bà là khoản tiền phúng điếu cụ Lê Định Kình. Bà có dự định sẽ ủy thác cho luật sư làm việc này để lấy tiền ra và chuyển cho gia đình cựu kình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bà Nguyễn Thúy Hạnh nói về cáo buộc sai trái trong bản án của mình. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lãnh đạo Việt Nam chọn ổn định quan hệ với Trung Quốc, bỏ qua sự bất bình của người dân. Ngày 14 tháng 10, blogger Trần Hiếu Trân có bài bình luận Tô Lâm và Phạm Minh Chính giảm nhẹ vụ ngư dân Quảng Ngãi bị hành hùng, đăng trên đài AFA tiếng Việt. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả đề cập tới việc chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường diễn ra cùng lúc với chuyến thăm Bắc Kinh của Thường trực Ban Bí thư Việt Nam Lương Cường tác giả cho rằng chưa bao giờ các chuyến thăm cấp cao lại nói tiếp và chồng lẫn nhau như hai chuyến thăm vừa diễn ra. Điều khiến dư luận có phần còn bất ngờ hơn tại cả hai cuộc hỏi kiến cấp cao nói trên, ít nhất là trên báo chí công khai, dường như không bên nào nhắc đến thái độ bất bình trước đó của Hà Nội về việc Trung Quốc tấn công ngư dân Quảng Ngãi vào cuối tháng 9 vừa qua. Tác giả cho hay, chỉ trong cuộc hội đàm với bí thư, ban bí thư Thái Kỳ, thì ông Lương Cường mới đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt các vấn đề khác biệt trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, hữu nghị. Tuy nhiên, tác giả lưu ý việc báo chí Việt Nam không đưa tin rộng rãi về chuyến công du của ông Lương Cường tới Trung Quốc cho thấy có thể có một số động thái ngoại giao kín đáo và nhạy cảm. Một lưu ý khác mà tác giả đề cập là việc ông Tập cận bình đã kêu gọi việc tăng cường trao đổi tư tưởng, hợp tác trong định hướng dư luận nhằm củng cố sự ủng hộ từ phía người dân. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cược Hiếm khi nhà lãnh đạo Trung Quốc lại chú trọng đến định hướng dư luận và sự ủng hộ của người dân trong quan hệ Trung-Việt. Chắc hẳn ông Tập hiểu rất rõ sự phấn nộ của hàng triệu người dân Việt Nam trước những hành động tấn công tàn bạo của lực lượng chấp pháp Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Theo tác giả, chính quyền Hà Nội sẽ đứng trước áp lực lớn khi phải lựa chọn giữa việc duy trì quan hệ với Trung Quốc hoặc phải đối mặt với sự bất mãn của công chúng ngày càng dần cao tác giả đặt câu hỏi liệu Hà Nội có thể tiếp tục đối thoại hòa bình mà không đánh mất lòng tin của người dân hay không? Tác giả nhận xét, trước đòi hỏi phải duy trì quan hệ hữu hảo của Trung Quốc, Tổng bí thư Tô Lâm có phần muốn làm dịu đi sự việc hai tàu cá của người dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công vào ngày 29 tháng 9. Tác giả so sánh với vụ Giàng Khoan 981, khi đó Tổng trọng đã nhấn mạnh với ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì về tính nghiêm trọng và những tác động tiêu cực của vụ việc tác giả đặt vấn đề, phải chăng tổng trọng có lập trường kiên quyết và mạnh mẽ hơn so với cách tiếp cận của Tô Lâm hiện nay trước những hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam hay không. Và đây là hình thủ tướng Phạm Minh Chính gặp thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tác giả đánh giá không chỉ ông Tô Lâm mà cả thủ tướng Phạm Minh Chính trong hội đàm với thủ tướng Lý Cường vào sáng ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội cũng không đề cập đến sự cố liên quan đến ngư dân Quảng Ngãi. Điều này khiến dư luận trong nước đặt câu hỏi về lập trường của các nhà lãnh đạo Việt Nam trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Tác giả dẫn các nguồn tin nội chính, theo đó nhà chức trách Việt Nam có thể đã nhận định rằng khi Trung Quốc cử Thủ tướng Lý Cường sang Hà Nội với thái độ vừa đắm vừa xoa, thì Việt Nam cũng cần biết cách rửa mặt cho Bắc Kinh. Sau khi Hà Nội đã có thái độ cứng rắn công khai lên án hành vi của Bắc Kinh và đã khơi dậy được dư luận khu vực cũng như quốc tế ủng hộ ngư dân Việt Nam thì việc xoa dịu thay vì tiếp tục đắm Trung Quốc là cần thiết. Tác giả nhận định, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ đang tiến triển, nhất là về hợp tác quốc phòng, đồng thời vừa nâng cấp quan hệ Việt-Pháp, thì việc duy trì mối quan hệ ổn định và cân bằng với Trung Quốc càng trở nên quan trọng hơn và là một lựa chọn chiến lược. Đây không chỉ là cách để tránh gây căng thẳng thêm với Trung Quốc, mà còn để giữ vững vị thế trong tam giác bất cân xứng, Việt-Mỹ-Trung. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lãnh đạo Việt Nam chọn ổn định quan hệ với Trung Quốc, bỏ qua sự bất bình của người dân Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đây để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới